Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Than ôi, vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi dường nào. Đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Si-ôn quý báu khác nào vàng ròng. Nay coi như bình đất sét là việc của tay thợ gốm làm. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú. Song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó dính với cúa họng. Trẻ nhỏ đòi bánh, chẳng ai bẻ cho. Những người quen nếm mùi cao lương, đơn chiếc trong các đường phố. Những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ, nay ôm lấy đống phân cho. Tội lỗi con gái dân ta, lớn hơn tội lỗi Sodom, là thành bị đổ như trong giây phút, chẳng ai giơ tay ra trên nó. Các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa, nước da đỏ hồng hơn san hô, mình mẩy sáng ngời như bích ngọc. Nay mặt đen hơn than, chẳng ai nhận biết trong đường phố, còn da bọc lấy xương, khô rang như khúc gỗ. Những người bị gươm giết, may hơn kẻ bị chết đói, vì thiếu sản vật ngoài đồng, người lần lần hao mòn như bị đâm. Chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót, nấu chín con cái mình, dùng làm đồ ăn cho mình giữa khi con gái dân ta bị phá hại. Đức Giê-hô-va đã làm trọn sự giận của Ngài, đổ cơn thạnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Si-ôn, thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, cả dân cư thế gian vốn chẳng ngờ kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Giê-ru-sa-lem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ giữa nó huyết của người công bình. Họ đi quanh dọc đường như kẻ mù, bị máu làm ô uế, đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ. Người ta kêu bảo chúng rằng, hãy xê ra, chẳng sạch, hãy xê ra, đừng rờ đến. Khi họ trốn tránh đi lưu lạc, dân ngoại kêu rằng, chúng nó sẽ không trú ngụ ở đây nữa. Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả. Mắt chúng ta mòn mỏi trong sự cứu luống công. Chúng ta trông đợi hướng về một dân không thể cứu. Chúng nó dòm ngó chân chúng ta, đến nỗi chúng ta không bước ra nơi đường phố. Sự cuối cùng chúng ta đã gần, ngày chúng ta đã chọn. Phải, sự cuối cùng chúng ta đã đến. Kẻ đuổi theo chúng ta thật lẹ hơn con chim ưng trên trời, đuổi theo chúng ta trên các núi, rình rập chúng ta trong đồng vắng. Hơi thở của mũi chúng ta, tức là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va, thì đã mắc bẫy rồi. Về người, chúng ta thường nói rằng, chúng ta nấp dưới bóng người mà sống giữa các nước. Hỡi con gái Ê-đôm ở đất Út-sơ, hãy vui mừng hớn hở. Cái chén cũng sẽ trao đến mày, mày sẽ say mê và trần truồng. Hỡi con gái Si-ôn, sự phạt tội lỗi mày đã chọn. Ngài không đày mày đi làm phu tù nữa. Hỡi con gái Ê-đôm, Ngài sẽ thăm phạt tội mày, phô bày gian ác mày. Chương 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi. Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, nhà cửa thuộc về người giống khác. Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, mẹ chúng tôi trở nên quá bụa. Chúng tôi uống nước phải trả tiền, phải mua mới có củi. Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chặn cổ chúng tôi. Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ. Chúng tôi giang tay hướng về những người Ê-díp-tô và A-si-ri đặng có bánh ăn no nê.
tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ. Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ. Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, vì có mũi gươm nơi đồng vắng. Da chúng tôi nóng như lò lửa, vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi. Chúng nó đã làm nhục đàn bà tại Si-ôn và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa. Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, trẻ con vấp ngã dưới gánh củi. Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát. Lòng chúng tôi hết cả sự vui, cuộc nhảy múa đổi ra tang chế. Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi. Khốn cho chúng tôi vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, mắt chúng tôi mờ tối. Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, chuồng cáo đi lại trên đó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia. Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, lìa bỏ chúng tôi lâu vậy? Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm. Sách Khải Huyền, chương 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Văn gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng: Ta là Alpha và Omega. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng.
Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy. Chương 2. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vậy. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã tỏ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt-găm rằng: này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đường dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sao rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Sa-tan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Chỉnh các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng,
ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chương 3. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: Này là lời phán của đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của đấng thánh, chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng: Này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Thi Thiên 82. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét giữa các thần. Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào? Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi. Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn.
giải họ khỏi tay kẻ ác. Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm. Các nền trái đất đều rung động. Ta đã nói, các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của đấng chí cao. Dù vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.